Xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay thì em tiếp tục lên một chương trình để thanh lý cho tất cả các bác về dòng loa cây của JBL KB910. Ở đây thì còn duy nhất 2 cặp. Giá niêm yết mà từ trước giờ bên em lên chương trình là 2.500.000 đồng một cặp. Giá này chưa cước, nhưng mà hôm nay 2 cặp này thì nó có một chút lỗi do cái quá trình vận chuyển này. Nó sẽ hơi bị móp một chút ở vỏ thùng. Đấy, nên là giảm giá cực kỳ là sâu. Xả thanh lý duy nhất 2 cặp xuống chỉ còn 1.900.000 đồng 2 cặp đấy nhá. Dòng loa này rất là hay, trưng bày cực kỳ là đẹp. Dòng loa cây của JBL bản này thì nó sẽ được chơi bằng 2 bát 16 này, một chung này, một chép này, và bên thùng của nó thì nó sẽ có thêm một bát 25 đây nữa. Nghe nhạc hát karaoke đều được, vỏ thùng vân gỗ đây, ốp mẹ mạc này. Giá niêm yết mà trước giờ bên em vẫn lên chương trình là 2.500.000. Hôm nay có 2 cặp thôi, thanh lý cho bác còn 1.900.000 đồng 1.900.000 thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu mua đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. E căng của logo của JBL. Đây, về phần đằng sau cái này có 2 lỗ thông hơi nhá. Một đằng trước và một đằng sau, thông số của loa này. KB910 này. Trở kháng 4 ohm, 75 đến 16 kHz. Độ nhạy 96 dB, công suất của nó dao động từ 200 đến 500W. Cặp này thì nó sẽ bị móp, hơi móp một chút ở trên vỏ thùng này. Xả duy nhất 2 cặp, còn những bác nào mà muốn lấy hàng đẹp, hàng không xước xác và không nói chung là hàng đẹp thì giá của nó vẫn là 2.500.000, giá này chưa cước. Cước vận chuyển của những cái dòng này thì nó cũng không cao đâu. Mỗi cặp thì nó sẽ dao động khoảng từ 200 đến 250 tiền cước thôi. 1.900.000, 1.900.000. Duy nhất 2 cặp nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ ngay. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của ngày. Xin chào.